Đẹp hơn ngày đầu gặp nhau quá trời. Ngày đầu gặp nhau là thấy hổi ôi luôn. À vậy hả? Nhưng mà cũng đẹp hơn rất nhiều rồi, ra đây hết rồi. Mùa mưa tới rồi. Nhưng mà lần do mình môi mình móc mà kiểu như nó hư á, nó tạm móng quá. Chắc mùa này không đến nổi rồi. Mình cứ nghĩ vậy đi. Dễ cái đi em. Hai cái đi em. Kêu nó, kêu nó. Chai xịt đâu ta? Kệ đi, kệ đi, kệ đi cho. Xịt tê hả? Không, không, nước, nước, nước. Tê dễ gì đủ tiền, không đủ vốn đâu. Tê là xiên tiêu luôn á. Trăm tám chục tiền. Đi chai thuốc không? À, 230 tiền. Đi chai thuốc không? Cô da đau hả? Cái chai thuốc này nè. Ừ. 250 tiền. Đấy. Chị hét đi thợ tiền cho mấy mấy. Ông trời ông nói muộn rồi con ơi. Đau quá hả? Hai trăm rưỡi của chị An với của em luôn á, 250. Ừ. Cái chai xịt đâu ta? Cho con ấy.
Đào. Đào, đào, đào. Cái da khóe nó cũng cực non quá. Ra nhắc luôn, biết lâu mà. Cái giờ luôn hả chứ? Xỉu 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 luôn hả? Nãy giờ mình ngâm biết bao lâu rồi đó. Đau quá hả? Xíu bên luôn hả? Lên rồi đó.
như vậy.